cô ngoại tình đúng không ạ? Em đã nói với anh rồi, em tăng ca, tại sao anh không chịu tin em chứ? Thế công ty của cô nhân viên nghỉ việc hết làm, sao một mình cô phải tăng ca lên? Ai cũng phải tăng ca hết. Anh không tin thì gọi hỏi sếp em đi. Cô giang díu với sếp của cô đúng không? Đừng tưởng tôi không biết. Đâu, anh bỏ tôi ra. Tại sao anh lúc nào cũng nghi ngờ tôi về hết người này đến người khác? Anh bị làm sao vậy hả? Nếu như mà cô không lăng nhăng, cô không ngoại tình, vậy tại sao mấy tháng nay cô liên tục được tăng lương, liên tục được thăng chức hả? Nếu mà anh đã không tin tưởng tôi như vậy thì ly hôn đi. Châu ơi, thuốc ở đâu hả em? Châu, thuốc ở đâu? Anh xin lỗi vì anh ghen tuông mù quáng mà quên luôn cái bệnh tình của em. Em đi làm rất mệt, em về nhà vậy anh lại càng mệt hơn. Tại sao anh không lúc nào anh tin tưởng em được vậy? Anh xin lỗi, chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng anh cư xử như vậy. Bây giờ anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Này này này, cô kia, cô đi đứng qua phải người ta mà cô không đứng lại xin lỗi à? Hả? Cô đứng lại còn chưa? Quái gì thế này? Cái này chẳng phải là... Tôi xin lỗi cậu nhá. Tôi vội quá cho nên va vào cậu. Cậu có sao không ạ? Tôi không sao. Còn lọ thuốc này cho tôi xin lại nhá. Thuốc này là của cô á? Cô bị làm sao mà phải mang thuốc bên người vậy? Tôi bị chứng rối loạn lo âu, cho nên là phải dùng thuốc thường xuyên. Nếu không tôi sẽ bị ngất xỉu. Thế mà tôi cứ tưởng là cô có việc gì phải phòng tránh thai chứ. Không có chuyện đấy đâu. Thuốc này là chồng tôi kê cho tôi đấy. Anh ấy là một bác sĩ giỏi. À, ra là vậy. Tôi có việc, tôi đi trước nhá. Hẹn cậu dịp khác, tôi mời cậu cà phê. Ok, chào cô. Chào cậu. Cô làm việc chăm chỉ thật đấy. Bảo sao trẻ như thế này đã lên được phó giám đốc rồi. Cậu đừng trêu tôi. Công ty còn nhiều người giỏi lắm. Tôi chỉ may mắn hơn thôi. Ồ, đây là con của cô à? Dễ thương thật đấy. Không phải con tôi đâu. Ảnh mạng thôi. Tôi vẫn mong có một đứa con để ấm bồng. Nhưng mà vẫn chưa được. Có việc gì làm cô phiền lòng à? Em chồng của tôi, nó mới vào đại học, cho nên là nó đòi tôi mua laptop mới. Nhưng mà em chồng tôi đô đòi lắm, nhất định là phải laptop đời mới mới chịu cơ. Thế tại sao cô không từ chối? Làm sao từ chối được, em chồng của mình mà. Từ chối không tiện cho lắm. Nhưng mà tôi thấy là cần phải chấn chỉnh lại ngay. Chứ còn trẻ như thế mà đã được voi đòi hai bà trưng như vậy là không được. Những điều tôi nói cậu có hiểu không? Tôi không hiểu. Hẹn hò thế này rồi, cô còn chối nữa không? Anh làm cái gì thế hả? Nào, bây giờ cô giải thích đi. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh ạ. Thực ra tôi là thực tập sinh của công ty cô Châu chứ không phải như anh. Thực tập cái quái gì mà thực tập đến tận 7 giờ tối? Bây giờ cô còn đổi gu sang phi công trẻ nữa hả Châu? Anh nói cái gì vậy? Trước mặt người lạ, anh không cho tôi giữ một chút thể diện nào à? Vậy cô nhìn tôi đi. Cô cắm sừng, cô hẹn hò với người khác ngay tại cái chốn công sở. Tôi có còn là chồng của cô nữa không ạ? Anh ơi, anh cứ bình tĩnh đi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Anh nghe thật. Mày! Chuyện nhà ta mới đừng có xem nào. Anh làm cái gì vậy? Hả? Đừng... Này, hôm nay cô còn dám chống lại cả tôi đấy ạ?
Tôi không những chống lại anh mà tôi còn không về nhà nữa. Anh tự mình xem xét lại bản thân mình đi. Được, có giỏi thì cô đi luôn đi. Tôi thành thật là xin lỗi cô nhé. Vì tôi mà cô với cả anh ta hiểu lầm. Không phải lỗi của cậu đâu. Anh ta thích kiểm soát, ghen tuông quá mức. Như thế nào cũng không vừa ý nữa. Ồ, thế mà cô cũng chịu đựng anh ta mấy năm rồi á? Ngoài việc ghen tuông ra thì anh ấy rất tốt, chăm sóc tôi rất chu đáo. Mọi việc trong nhà đều là anh ấy lo hết. Nấu ăn ngon lắm đấy. Ờ, cô nhắc mới nhớ, tự nhiên tôi đói quá. Nhà có gì không, cô nấu cho tôi ăn với. À, có mì tôm, nhưng mà tôi nấu ăn vụng lắm. Hay là để tôi đặt phở cho cậu ăn nhá. Thôi, không cần đâu. Cô làm cho tôi bát mì gói thêm tí hành lá là được rồi. Tôi không thích ăn phở, không thích bày vẽ đâu. Nhá, nhanh, đói quá. Thế đợi tôi chút nhá. Ok. Mời cô nhá. Mẹ tôi chín rồi à? Tôi xin lỗi nhá. Tôi đã bảo là tôi nấu tệ rồi mà. Bình thường mấy việc này chỉ có chồng tôi làm thôi. Anh có gì thì nói nhanh lên, tôi cũng phải làm việc. Em vẫn còn giận anh à? Anh biết đấy là lỗi của mình. Mấy ngày hôm nay anh cứ dằn vặt mình mãi. Không biết rằng khi mà không có anh bên cạnh thì ai sẽ là người chăm sóc cho em. Mới xa anh vài hôm thôi mà trông em đã gầy đi rồi. Tôi béo hay gầy thì liên quan gì đến anh? Châu à, anh biết mình sai rồi. Nhất định anh sẽ sửa. Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Tôi... Châu này, anh đã nấu món chân giò hầm xương và cả cá chép om dưa. Toàn những món em thích đấy. Em về với anh nhé. Anh đang đi đón chị dâu em về, sao thế? Có làm gì, vài hôm ấy chị khắc tự quay về. Không có anh, làm gì có ai chăm sóc chị chứ. Này, bỏ ngay kiểu nói chuyện đi nhá. Chị dâu về là cấm không được vòi vĩnh đâu. Ơ, tại sao? Bởi vì chị dâu của em rất là vất vả. Không nghe lời là anh cho về quê Trân Châu đấy. Anh này. Này, anh dặn rồi đấy. À mà này, nhớ mua thuốc cho chị dâu em. Sắp tới là phải cho cô ấy uống thuốc đều đặn vào. Không được quên đâu. Thôi anh tắt máy đây. Thuốc á? Chẳng nhẽ là loại thuốc đấy à? Loại đó dùng để ngăn cản phụ nữ mang thai mà. Anh ta có mua đồ gì à? Hey. Cô chảy rỗi quá, hết việc để làm. Làm gì mà cậu phải phản ứng mạnh đấy? Không phải là vì ăn hai cú tát trời giáng của vợ chồng nhà cô à? Thôi, xin lỗi, đừng giận nữa. Vâng, vợ chồng cô thì hạnh phúc rồi. Tôi vẫn đang đau rồi này. Thôi, bỏ qua đi, đau mấy hôm nữa hết. À, hay là mấy hôm nữa tôi mời cậu đến nhà tôi ăn nhá. Không được, tôi cầu xin cô tha cho tôi chứ, dạ dày của tôi yếu lắm, không được đâu. Lần này chồng tôi nấu ăn, anh ấy nấu ăn ngon lắm. Anh ấy cũng muốn mời cậu đến để xin lỗi chuyện hôm trước. Nhắc đến chồng cô tôi mới nhớ là cô có một cô em chồng này. Cô ấy đã có người yêu chưa? Mai mối cho tôi với. Chuyện này em chồng tôi đua đòi lắm. Tôi sợ cậu không theo được đâu.
Nói chung là tôi ra ngoài bươn trải bao năm cũng tích góp được khá khá. Tôi chả thiếu gì ngoài tiền, thứ tôi thiếu chỉ là tình cảm chân thành. Nhưng mà đấy ăn hành vợ chồng cô bao lâu như thế mà nhờ mỗi cái việc làm mai mối thôi mà cũng từ chối đấy, chê tôi đấy, chê mình không xứng đấy. Không, tôi không có ý đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ làm mai cho cậu, nhưng mà tôi chỉ giúp cậu làm mai thôi, còn như thế nào là cậu phải tự cố gắng đấy nhá. Vậy thế à, em cảm ơn chị vợ tương lai của em nhá. Thế thì chị hẹn gặp chị ở bữa tiệc chị nhá. Yeah. Chị Châu, sân nhà có khách mà chị không nói em, để em ăn mặc xề xóa này. Có gì đâu mà, trước sau gì anh cũng thành người một nhà cả thôi, em cứ thoải mái tự tin là được. Mà anh giới thiệu một chút đi. À, anh tên là Huy, anh hiện tại đang là sinh viên. Anh có phải là Quốc Huy, tác giả của VN King không? Ôi, anh ở trên đấy nổi tiếng lắm đấy, mà em còn hay nghe chuyện của anh nữa cơ. Nói chung là cũng bình thường thôi em ạ. Phải như anh Vanh cả chị Châu đây mới là giỏi này. Nhắc mình nhớ, anh Vanh đâu rồi nhà chị nhỉ? À, anh Vanh ra ngoài mua ít gia vị. Hai đứa ngồi chơi nhá, chị lấy nước cho. Phương Huy đến rồi em. Cái thằng điên này, sao mình nghĩ ra cái trò biến thái đấy hả? Làm sao? Kiểu này, hai đứa làm sao đấy? Này này, cô tưởng là cô sạch sẽ lắm mà cô dám mắng tôi hả? Này nhá, không như là mắng nhá, tôi còn dạy dỗ lại anh nhá. Làm sao? Ôi kìa, Hoa ơi, Hoa. Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là cô ấy yếu như thế. Cậu có nói thế được à? Vào trong bếp, trong đấy có cái túi của tôi, cậu lấy ra đây, nhanh. Này, cô bị làm sao đấy à? Anh sao vậy? Đây là thuốc mà anh đưa cho em uống mà. Thuốc cái gì mà thuốc? Uống thuốc đấy vào là có khả năng bị vô sinh đấy. Thôi. Thật ra em bị bệnh hen suyễn. Nếu như mà cứ để cho em sinh con thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Tại sao anh không nói cho tôi biết? Anh biết là em muốn có con như thế nào, làm sao anh có thể nói cho em biết điều đó được? Nếu mà đã nguy hiểm như vậy thì tôi chấp nhận sinh con bỏ mẹ. Tại sao anh ích kỷ như vậy? Châu này, anh thà cả đời này không có con chứ anh không thể nào sống cuộc sống mà thiếu em được. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không, anh vẫn đang tìm cách điều trị cho em. Sau này khi mà bệnh tình của em đã tiến triển tốt, nhất định anh sẽ nghĩ đến việc sinh con. Thật không? Thật mà, quan trọng vẫn là sức khỏe của em. Anh Vanh này, nếu như ngay từ đầu mà anh nói ra ấy, thì đã không xảy ra cớ sự như này rồi. Nhưng mà dù kết quả như thế nào thì anh Huy vẫn phải trả công cho em như lời hứa đấy nhá. Lời hứa gì cơ? À, thì tôi tưởng là anh muốn hại Châu bị vô sinh, không cho sinh em bé. Thế nên là tôi với cả Hoa mới bày ra cái vở kịch này để mà lộ bộ mặt thật. Nhưng mà ai ngờ bây giờ lại ra cớ sự như này đấy. Vậy là hai người diễn kịch à? Thấy bọn tôi diễn hay không? Đỉnh như diễn viên thật không? Rồi, công nhận là diễn đỉnh thật. Nhưng mà cũng đáng bị ăn đòn đấy.